ẩm thực xứ Nghệ nổi tiếng và được nhiều người biết đến, nhất là lươn đồng xứ Nghệ. Lươn được người dân nơi đây biến tấu thành nhiều món ăn hấp dẫn như cháo lươn, súp lươn, lươn om chuối, lươn nướng lá nghệ, lươn xào xả ớt. Không ngừng tìm tòi, khám phá ra những cách chế biến mới để lươn luôn là đặc sản và là niềm tự hào trong văn hóa ẩm thực của người dân xứ Nghệ. Lươn nướng đá cuội là món ăn mới, độc đáo, hấp dẫn và khoái khẩu cho những người đam mê món ăn từ lươn. Xin chào quý vị khán giả truyền hình, tôi là Sáng, bếp trưởng nhà Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn món lươn nướng đá cuội. Để chuẩn bị món lươn nướng đá cuội, chúng ta cần phải chuẩn bị các nguyên liệu sau. Thứ nhất, chúng ta chọn loài lươn đồng và có kích thước tầm khoảng một ngón tay. Sau khi lựa chọn được lươn thì chúng ta có các gia vị đi kèm, đó là thứ nhất là đường, bột nêm, mì chính, dầu ăn và dầu điều, sa tế, hành tăm, tiêu, dầu hào, ớt bột và sả 6g. Và một vật liệu chính đó là đá cuội. Việc nướng lươn trên đá cuội nó tạo lên hương vị đặc trưng thơm ngon của món lươn. Sau khi chúng ta chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu thì chúng ta chuẩn bị vào chế biến. Đầu tiên chúng ta sẽ làm sạch nhuyễn lươn và chúng ta sẽ dùng muối để làm sạch nhuyễn lươn. Sau khi chúng ta bỏ muối vào thì chúng ta bọc tầm khoảng 1 đến 2 phút để lươn sạch nhuyễn. Lươn đã bóng nhuyễn thì chúng ta cho nước vào rửa qua. Bây giờ chúng ta đến giai đoạn mổ bung lươn và cắt đầu. Sau khi mổ lươn xong thì chúng ta bắt đầu đập dập lươn và cắt khúc tầm khoảng 3-4 cm. Sau đó là chúng ta phải chuẩn bị nguyên liệu để ướp và xả thì chúng ta đập dập và thái nhỏ. Và anh tắm cũng phải bấm nhỏ. Việc chúng ta bỏ hành tắm vào tẩm ướp cho lươn thì ngoài tác dụng cho món ăn thì vừa có tác dụng là khử mùi tanh của lươn, vì lươn là một loài thực phẩm rất là tanh. Và tiếp theo chúng ta sẽ cho vào đây một ít gia vị đường, bột nêm, mì chính, sa tế, tiêu, ớt bột và dầu ăn, dầu điều, dầu hào. Ta sẽ bọc thật đều để cho lươn có thể ngậm gia vị. Sau khi chúng ta bọc xong thì chúng ta sẽ để lươn tầm ướp tầm khoảng 15 phút.
Trong thời gian chờ tầm ướp lươn thì chúng ta để nướng đá cuội. Mình nướng đá thì thời gian là tầm khoảng 15 phút để đá có thể đạt tới nhiệt độ 120 độ C. Nướng đá đạt nhiệt độ 120 độ C thì chúng ta sẽ nướng chuẩn bị nồi đất để nướng thực hiện món lươn nướng đá cuội. Thì chúng ta sẽ rải dưới nồi một lớp sả để tăng vị thơm cho món ăn. Tiếp theo ta cho một ít rau răm rải lên mặt đá. Sau khi cho lươn vào thì chúng ta vì đầy nắp này cho tầm khoảng 3 phút sau mở nắp ra đảo lại. Chờ xong thì chúng ta đầy lại 2 phút. Sau 5 phút thì chúng ta đã thực hiện được món ăn lươn nướng đá cuội. Thì món ăn này thì chúng ta có thể là thưởng thức ngay tại nồi. Và chúc quý vị các bạn chế biến được món ăn này tại nhà thành công. Lươn là loại thủy sản nước ngọt, thân tròn, dài như rắn, mắt nhỏ ti hí, da trơn, có nhớt, màu nâu vàng, thường sống chui rúc trong bùn. Lươn còn được gọi tên là thiên ngư, trường ngư, được ví như xâm động vật dưới nước. Khi chế biến món ăn nên lựa chọn lươn đồng, loại lươn sống trong môi trường tự nhiên này thì thơm, vị ngọt, có độ săn dai khi chế biến. Món lươn xứ Nghệ nổi tiếng nhờ phần lớn là lươn tự nhiên trong vùng đất sét đặc biệt. Để chế biến một món ăn ngon, khâu sơ chế lươn rất quan trọng. Người chế biến loại bỏ chất nhớt của lươn bằng nhiều kinh nghiệm khác nhau như dùng vôi bột, dùng tro, dùng giấm, nước sôi, muối trắng hoặc dùng một số lá có độ nhám như lá tre để tuốt các chất nhờn trên da lươn. Tùy theo yêu cầu của món nấu mà chúng ta có thể để nguyên con, rút xương hay cắt khúc. Mỗi món ăn từ lươn đều mang đến cho thực khách hương vị riêng. Khi dùng đá cuội nướng lươn, chủ yếu là dùng sức nóng của đá để làm chín lươn, chứ không phải dùng sức nóng từ lửa, do đá cuội có khả năng giữ nhiệt rất lớn và rất lâu. Lươn nướng đá cuội mang đến một vị ngon đặc trưng bởi miếng thịt lươn sẽ không bị khô mà mềm và ngọt.
Lươn là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất như vitamin A, B1, B6 hay chứa chất sắt, natri, kali, canxi. Những biến tấu trong chế biến để có món ăn ngon, hấp dẫn từ lươn thay đổi khẩu vị cho những người có sở trường thưởng thức lươn. Các yêu cầu về món lươn nướng đá cuội thì chúng ta cần lưu ý các vấn đề như sau. Về đá thì chúng ta cần nướng đá để đạt được tới nhiệt độ 120 độ C. Về rau răm thì chúng ta cần lọt rau răm, một lớp rau răm trước khi cho lươn vào để thứ nhất là chống lươn sẽ dính vào đá, và thứ hai là tạo mùi thơm đặc trưng cho món ăn, và thứ ba là mình có thể mình phải quá trình mình nướng là mình phải đầy vung để dư nhiệt để cho lươn có thể chín đều. Không giống như nướng trên than hay nướng trên các bếp nướng thông thường khác, lươn nướng đá cuội giữ được độ tươi ngon và giòn ngọt của món ăn. Đá cuội là đá tự nhiên, khi chế biến món ăn không tiếp xúc trực tiếp với lửa nên rất an toàn cho người sử dụng.